À, đây là chiếc đầu xe lửa hoạt hình, nó trong series phim Thomas and Friends. Tên gọi của đầu tàu này nó tên là Lady. Nó là hàng của Learning Curve của Mỹ, bằng chất liệu bằng hợp kim và nhựa khá nặng. Đó, xe này thì là chỉ đẩy chạy thôi nha. Nó nguyên gốc của nó là nó có sử dụng tính năng pin đó, nhưng mà hệ thống pin của nó bị hư rồi. Bây giờ chỉ là một chiếc xe đẩy chạy thôi. À, khi mà nó chạy trên những cái mô hình đường ray bằng gỗ thì là bánh xe của nó hơi rít, hơi cứng, hơi rít ha. Đó, nhưng mà nếu mà chạy ở bên dưới thì ok.